Trên tay là chiếc Vito Signature S vàng khối. Con này là máy đẹp long lanh. Mọi chi tiết máy đều hoàn hảo, ok hết. Kính phím zin, không chảy xước gì hết ha. Máy đẹp khoảng 99%. Con này bảo hành 5 năm. Anh em ở Sài Gòn thì mình giao giao liền trong ngày luôn. Còn anh em ở tỉnh thì mình giao từ 1 đến 3 hôm tùy nơi. Đằng sau là gốm ceramic. Gốm này hạn chế chảy xước. Máy rất là sạch, đẹp, sạch sẽ. Con này đẹp long lanh nha cả nhà. Đẹp 99%. Không có chảy xước gì hết. Máy này được bảo hành đến 5 năm. Tăng máy của nó là được chế tác 2,2 lượng vàng khối ao 750 là vàng 7,5 nha cả nhà. Rồi, anh em mà có nhu cầu quan tâm đến những chiếc máy vàng khối thế này thì cứ inbox hoặc gọi cho em. Em quay video chi tiết cận cảnh rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video này. Rồi, em xin dừng video tại đây.